Xin chào các bạn, hiện tại thì mình vừa mới hoàn thành xong quá trình dán sứ veneer của mình. Răng của mình thì có một cái khuyết điểm đấy là nó bị khe thưa. Và trước đây thì mình cũng đã tìm hiểu qua các cái công nghệ để khép khe thưa. Nhưng mà thực sự mình cũng có một nỗi sợ đấy là sợ đau. Nên là thời điểm đấy thì mình chưa thực hiện cải tổ lại cái răng của mình. Sau khi sinh thì mình cảm thấy là cái khe thưa của mình nó bị rộng hơn. Và lần này thì mình quyết tâm là mình sẽ phải làm lại hàm răng để tự tin hơn. Buổi đầu tiên thì bác sĩ hẹn mình lên để thăm khám cũng như là tư vấn các cái thể hình răng cho mình và thực hiện cắt lợi, bởi vì răng của mình hơi ngắn và phải cắt một ít lợi. Và sau đấy thì về nhà thì mình cứ nghĩ là cắt lợi thì sau thì sẽ đau lắm và không ăn được, nhưng mà thực ra là các cái hoạt động ăn uống cũng như là sinh hoạt của mình là hoàn toàn diễn ra bình thường và việc cắt lợi không gây đau đớn cũng như là ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của mình. Sau khi mà lợi của mình lành thương thì bác sĩ hẹn lên để chỉnh hình răng của mình trước khi là dán sứ veneer. Sau đấy thì tầm 3 hôm thì bác sĩ hẹn lên để bắt đầu dán veneer và hoàn thiện cái răng cho mình. Bác sĩ thì làm việc rất là tỉ mỉ và công phu. Trong quá trình làm thì mình không hề có cảm giác đau đớn gì cả và rất là thoải mái. Và cái sau quá trình làm răng xong thì hiện tại mình đang cảm thấy rất là hài lòng với hàm răng của mình, hài lòng với thái độ của đội ngũ bác sĩ cũng như là y tá của nha khoa Thùy Anh. Và mình xin cảm ơn nha khoa Thùy Anh rất là nhiều đã cho mình một nụ cười tự tin hơn.